vâng xúc cửa khẩu tôi anh em xin chào đến các bác nhá chào toàn thể anh em đam mê thì như hôm nay là em rảnh rỗi là hôm nay em làm một cái video là hướng dẫn anh em về cách chỉnh kính anh em nhé đấy rất nhiều anh em rồi thì mua hàng của bên em và chỉnh kính thì nhiều anh em lại không biết chỉnh nên là đôi khi là hỏng cả cái kính ra thì hôm nay em sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em anh em nào biết rồi thì xem cho nó vui và có thể là bỏ qua lướt qua video xem video khác còn anh em nào chưa biết thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh kính nhé đấy thì bên em là luôn luôn là cung cấp đầy đủ các thể loại cho anh em nhé từ kính đắt tiền đến kính rẻ tiền thì hôm nay em, em sẽ nói chung là cách uh, chỉnh kính thì kính nào cũng như kính nào thôi là hôm nay em chỉ giới thiệu về cách chỉnh kính cho anh em biết đây thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em thì như trên màn hình đây thì hôm nay em đã vẽ coi như đây là một bức bờ tường đi anh em nhé đấy anh em sẽ phải lấy một cái cự ly làm chuẩn anh em ví dụ anh em sẽ bắn đúng tâm này phải không em bắn vào tâm này cho em đấy thì Em nói ví dụ anh em muốn bắn vào tâm này mà chẳng may là chúng ta bắn một cái viên đạn đầu tiên là chúng ta bắn vào đây phải không? Đấy, chúng ta bắn viên đạn đầu tiên nó vào đây. Thì tất nhiên là nó sẽ là vừa vừa bị ăn lên và bị ăn sang uh, nhìn uh, như này thì nó đã ăn sang phải rồi anh em phải không? Đấy, thì anh em sẽ chỉnh như thế nào? Thì trước tiên là anh em phải chỉnh về đây đã cho em đã. Đấy, anh em phải chỉnh về đây đã phải không? Anh em phải chỉnh về cho nó đúng tâm này, chỉnh về chỉnh sang bên trái cho nó chuẩn đã rồi anh em mới chỉnh xuống. Đấy. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em Đấy, chúng ta muốn bắn vào đây mà tại sao nó bắn lên đây thì chúng ta phải chỉnh như thế nào Thì cái kính này các bác nhìn rõ nhá Các bác nhìn cái kính này Thì em nói qua cho anh em để anh em nào dễ hiểu Thì đây là những con kính đắt tiền Đây là dòng BSA Thì những cái hàng kính đắt tiền như bọn em hay bán là một triệu trở lên Thì là thường là nó hai con ốc ở đây các bác nhá Các bác đừng lấy lục giác mà các bác xoáy ra Đấy rất nhiều các bác là lấy lục giác các bác xoáy ra Các bác chỉ việc rút ra như này các bác này đấy các bác phải rút ra thì các bác mới xoáy được nhá. còn các bác không rút ra ấy, thì các bác cứ xoáy là nó sẽ bị gãy ốc các bác nhá. đấy các bác ở bên trên này các bác rút ra, ở bên dưới này các bác rút lên này. đấy rút lên thì nó mới xoáy được các bác nhá. đấy đây là những dòng kính đắt tiền thì là nó có con ốc ở đây đấy. thì em cũng nói qua một chút ví dụ như cái dòng kính bút neo, những cái dòng kính rẻ tiền hơn thì là chúng ta phải xoáy ấy, nó không có con ốc. anh em để ý nhá, nó không có con ốc thì anh em xoáy vặn ra như này cho em, vặn ra xoáy ra như này. đấy đây là những cái dòng kính rẻ tiền mà các bác không thấy có con ốc như này này Không có con ốc ở để bắt lục rác thì chúng ta xoáy ra như này Đấy vậy chúng ta chỉ bằng tay như này Các bác nhá Đấy Em nói qua như vậy để cho anh em đã hiểu nhá Không vất nhiều bác là 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 về không biết chỉnh kính ở đâu cả Cái dòng kính này thì các bác là lên là là là, là phải rút lên Ví dụ rút lên như này Đấy Em nói ví dụ như ở cái nút trên này thì nó là up up Thì nó là lên xuống các bác nhá Đấy tiếng Anh thì em nói lôn loạ như thế Up là nó chỉnh lên xuống Thì nút bên trên này thì luôn luôn là chỉnh lên xuống này còn bên phải này là chỉnh trái phải các bác nhá Đấy, Dòng kính nào cũng như vậy thôi Còn ở cái bên trái này Thì uh, dòng kính nào mà nó nó có những uh, Dòng kính ra Thì con kính này thì nó không có đèn hồng tâm Thì nó không có Còn đây anh em nhìn thấy biểu thị thông số đây là các bác nhìn đây đây là, là chỉnh độ xa gần các bác nhá. Ví dụ chúng ta đang muốn bắn ở cự ly 100 m hay 75 m thì chúng ta chỉnh ở đây độ nét độ yếc chúng ta chỉnh đây đây là bắn thường hay bắn ở một cự đi bao nhiêu thì chúng ta chỉnh ở chỗ này các bác nhá thường chúng ta để 75 đến 100 thôi đấy tùy theo còn đây là độ zoom các bác nhá đây là zoom này đấy zoom thì chúng ta vặn đây cái này thì nó zoom từ 4 16 lần thì tùy anh em anh em chỉnh làm sao cho nó vừa lét với cái độ mắt của mình là được thì mắt không ai giống ai phải không nhưng chúng ta nhìn làm sao cảm thấy nó lét nhất thì chúng ta chỉnh đấy còn đây cũng thế đây cũng nút chỉnh nữa các bác nhá chỉnh làm sao ở những cái nút này thì chỉnh làm sao để cho nó lét nhất mình khi chúng ta nhòm vào kính chúng ta cảm thấy lét nhất thì bây giờ lại quay trở lại với cái tiêu đề là hôm nay để em sử hướng dẫn các bác chỉnh kính thì đây ví dụ chúng ta muốn bắn vào tâm này phải không chúng ta phải bắn ra một bức bờ tường thì bây giờ anh em muốn chúng ta bắn phát đầu tiên là chúng ta chưa chỉnh nó sẽ lệch phải không? Đây chúng ta bắn vào đây. Thì bây giờ chúng ta phải lấy lấy về cái điểm giữa này đã. Đấy xong chúng ta mới chúng ta mới chúng ta mới kéo cái tâm kính này xuống các bác nhá. Thì chúng ta làm như nào? Bây giờ nó đang lệch nhìn cái này thì nó lệch sang bên phải phải không? Nó lệch sang bên phải thì chúng ta rút cái chỗ này ra. Lệch sang bên phải thì chúng ta chỉ việc là xoáy về xoáy về đằng trước anh em nhá. Chúng ta xoáy về đằng trước cho em. Đấy. Chúng ta xoáy về đằng trước, đấy và chúng ta bắn Bây giờ xoáy về đằng trước thì kính nó đã nhảy rồi Thì bây giờ nó bắn về đến đây Đấy, ví dụ như thế Chúng ta chưa thấy nó về đến giữa Thì chúng ta lại xoáy tiếp Nó về đến đây Đấy, khi chúng ta bắn một điểm nữa Thì nó khi về đến đây rồi anh em ạ Khi về đúng đúng tầm tầm Thì bê chúng ta phải hạ tâm kính xuống Thì hạ tâm kính làm như thế nào Vì bê chúng ta lại phải rút cái kính này lên khi, khi anh em chỉnh xong thì chúng ta phải ấn nó vào nhá Còn nếu mà chưa xong rồi thì chúng ta cứ để Thì đỡ phải rút ra rút lại nhiều Thì bây giờ đến được cái lút bên trên này Bây giờ chúng ta chỉnh nó xuống các bác nhá thì bây giờ chúng ta muốn chỉnh nó xuống thì chúng ta Chỉnh về tâm này thì chúng ta phải Xoáy theo như nút đồng hồ các bác nhá Chúng ta vận đúng theo kim đồng hồ Đấy chúng ta vận theo kim đồng hồ như này Thì nó sẽ nó sẽ xuống Đấy các bác nhá anh em chú ý Khi mà nó lên cao quá thì chúng ta vận theo đúng kim đồng hồ Thì nó sẽ xuống Đấy còn khi mà nó ăn xong phải nhiều quá Thì chúng ta lại vận ngược lại về bên mình Chúng ta nhớ nhá anh em nhớ này Em nói lại một lần nữa này Khi mà chúng khi mà nó bắn về đến đây nó ăn sang phải này Chúng ta vặn về đằng trước nhá khi mà nó ăn sang bên trái như này, mà nó ăn sang trái, chúng ta muốn bắn ở đây mà nó ăn sang bên trái trái của chúng ta thì chúng ta vặn về bên lòng mình các bác nhé Đấy, vặn về bên lòng lòng. Khi nào chúng ta cảm thấy chuẩn rồi thì anh em ấn nó lại để cho nó cố định cái kính các bác nhé Nó cố định cái kính này. Đấy. Rất nhiều bác không biết về dùng là dùng cứ cầm như này là xoáy thôi, xoáy như này nó hỏng mất các bác nhé Đấy. Chúng ta và rất nhiều anh em là cũng lấy cái lục giác là xoáy cái chỗ này, xoáy cái 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 con ốc này là không phải các bác nhé, Đấy không phải như vậy các bác nhá đấy nên hôm nay em sẽ làm một cái video hướng dẫn như vậy cho anh em đấy anh em nào mà cảm thấy video hay mà hữu ích thì cho em xin một nút like một nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của bên em đấy, em cũng giới thiệu qua chi tiết như vậy còn anh em nào chưa biết và chưa hiểu thì có thể là điện thoại điện thoại anh em nhé điện thoại thì số điện thoại của bên em shop bên em đây đấy hôm nay là đang mang súng đi tiết để giả khách các bác nhé đấy thì luôn luôn là phải tiếc mà em cũng nói luôn nhá các bác nhá các bác phải lấy một cái đây em sẽ zoom lại này anh em phải bắn vào cái bức bờ tường đen đen như kia thì chúng ta bắn nó hiện ra cái hiện ra cái trắng trắng ấy thì chúng ta chỉnh mới dễ còn nếu mà chúng ta bắn vào cái bức tường trắng này này chúng ta khó chỉnh lắm anh em cứ bắn ra cái bức bờ tường nó có màu đen nhỉ thì chúng ta chỉnh nó dễ hơn còn anh em mà về mà chúng ta bắn một, một cái bức bờ tường nó nhỏ nhỏ khó chỉnh lắm chúng ta cứ bắn ra bức bờ tường đi đấy thôi thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây nhá rất mong anh em xem kênh thì anh em luôn luôn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của bên em nhé em xin chào các bác nhá